Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc ngày 4 tháng 6 dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa 15 đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7. Quốc hội đã tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 đăng đàn trả lời chất vấn. Phát biểu phiên mở đầu phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, theo chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 sẽ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn thời gian trong 2,5 ngày. Đối với nội dung chất vấn thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu Quốc hội tập trung chất vấn vào 3 nhóm vấn đề về việc quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên biển quốc gia, tình hình thực hiện chính sách pháp luật về an ninh nguồn nước, giải pháp phòng chống tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu, suy giảm, ô nhiễm nguồn nước, giải pháp nghiên cứu thăm dò khai thác sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng và tài nguyên khoáng sản quý hiếm. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã báo cáo khái quát trước Quốc hội một số vấn đề lớn hiện nay của ngành, xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình. Trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã luôn nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Các nguồn tài nguyên đã được quản lý sử dụng hiệu quả, đóng góp hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng của cả nước. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng thẳng thắn thừa nhận hiện nay Bộ vẫn còn nhiều tồn tại, một số hạn chế cần được khắc phục để đáp ứng sự tin tưởng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, việc trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội ngày hôm nay là cơ hội để Bộ Tài nguyên Môi trường và cá nhân tôi có thể trao đổi những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, thực trạng hiện nay, đồng thời nhìn rõ hơn những tồn tại hạn chế, trách nhiệm của Bộ, của ngành, cũng như đề ra những giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản, tài nguyên biển và đảm bảo an ninh nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu. Vấn đề liên quan đến cơ chế. Tiếp đó, một số đại biểu Quốc hội đã tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh một số nội dung xoay quanh các vấn đề như việc giải quyết khó khăn trong khai thác khoáng sản, nhất là vật liệu san lấp các công trình giao thông trọng điểm, các biện pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm giảm thiểu, hạn chế tình trạng khai thác tài nguyên trái phép cũng như gây ô nhiễm môi trường, các chính sách nhằm thu hút đầu tư xây dựng các công trình tích trữ nước phục vụ sản xuất và đời sống, điều hòa môi trường. Tất cả những ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh giải trình làm rõ. Những nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục phản ánh trong các bản tin thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 4 tháng 6, tại huyện Xín Mần, tỉnh ủy Hà Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy phân công điều động đồng chí Hoàng Nhị Sơn, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Xín Mần thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ huyện ủy và thôi giữ chức Bí thư huyện ủy Xín Mần nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác và cho chủ trương bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phân công đối với đồng chí Đỗ Thị Hương, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn thôi tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ tỉnh đoàn, thôi giữ chức Bí thư tỉnh đoàn Hà Giang nhiệm kỳ 2022-2027, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ huyện ủy và giữ chức Bí thư huyện ủy Xín Mần nhiệm kỳ 2020-2025. Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho hai đồng chí, quyền Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả công tác của đồng chí Hoàng Nhị Sơn và đồng chí Đỗ Thị Hương trên các cương vị công tác. Đồng thời đề nghị trên cương vị công tác mới, hai đồng chí sẽ phát huy tốt hơn những kết quả, kinh nghiệm công tác, tiếp tục phấn đấu và rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quyền Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, đối với đồng chí Đỗ Thị Hương đã được đào tạo bài bản, rèn luyện qua thực tế công việc với nhiều vị trí khác nhau, do đó cần thể hiện bản lĩnh, nhanh chóng tiếp cận công việc mới, tập trung vào những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Xín Mần đã đề ra. Phát huy tinh thần trách nhiệm cao, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, luôn nêu gương, phát huy phẩm chất người cán bộ, đảng viên cùng với tập thể lãnh đạo huyện tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện để đưa huyện Xín Mần sớm thoát khỏi danh sách huyện nghèo và từng bước phát triển. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Hoàng Nhị Sơn và đồng chí Đỗ Thị Hương cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã tin tưởng giao trọng trách mới. Đây là vinh dự nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn và hứa sẽ cùng tập thể cơ quan đoàn kết quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tối ngày 3 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoàng Su Phì phối hợp với Đoàn Nghệ thuật tỉnh Hà Giang, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch huyện tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoàng Su Phì nhiệm kỳ 2024-2029. Đến dự và cổ vũ chương trình có đồng chí Vàng Xeo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang. Chương trình nghệ thuật gồm 10 tiết mục hát múa đặc sắc do Đoàn Nghệ thuật tỉnh Hà Giang và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch huyện biểu diễn. Các tiết mục văn nghệ được đầu tư tập luyện dàn dựng công phu, có tính nghệ thuật cao, đã thể hiện được những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc Việt Nam, đặc biệt là ca ngợi Đảng Quang Vinh, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, cổ vũ tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Thông qua chương trình nhằm động viên kêu gọi các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức học tập, lao động sản xuất tích cực, hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc phát động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng huyện Hoàng Su Phì ngày càng giàu đẹp và văn minh. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, sáng ngày 3 tháng 6, Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức tập huấn triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử cho các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy và Ban chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Tham dự lớp tập huấn, các đồng chí trong Đảng bộ đã được triển khai văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai hồ sơ sổ tay đảng viên điện tử, hướng dẫn cài đặt hồ sơ sổ tay đảng viên điện tử, hướng dẫn và thực hành triển khai hồ sơ sổ tay đảng viên điện tử. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp đảng viên trong Đảng bộ tiếp cận kịp thời các thông tin tài liệu nghiệp vụ công tác đảng, từng bước đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ngay sau khi được tập huấn, Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã yêu cầu các chi bộ trực thuộc triển khai cho 100% đảng viên lập hồ sơ sổ tay đảng viên điện tử, ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ, kết hợp sử dụng hình thức ghi chép nội dung sinh hoạt vào sổ ghi biên bản sinh hoạt chi bộ và sổ tay cá nhân của bí thư chi bộ và đảng viên. Thưa quý vị và các bạn, được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, trong 3 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ đã được phân bổ gần 2 tỷ đồng đầu tư cho các mô hình dự án phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững. Với cách triển khai khoa học, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, cộng với việc thường xuyên hỗ trợ giám sát của chính quyền địa phương, nên đến nay chương trình đã mang lại những hiệu quả kép, vừa giảm nghèo, đồng thời thay đổi nhận thức của người dân. Được sự hỗ trợ của nhà nước đầu năm 2023, gia đình ông Lý Tờ Phù, thôn Hoàng Lan đã được đầu tư 8 triệu đồng để mua 5 con lợn giống. Cộng với vốn liếng sẵn có của gia đình, ông đã cải tạo chuồng trại, mở rộng quy mô chăn nuôi. Đến nay, ông đã xuất bán được 5 lứa lợn, mang về thu nhập 90 triệu đồng sau khi trừ hết các chi phí. Nhờ chăn nuôi có hiệu quả, đầu năm 2024, ông đã xây dựng căn nhà bếp khang trang rộng rãi với tổng kinh phí 70 triệu đồng. Hiện trong chuồng, ông vẫn duy trì nuôi từ 10 đến 15 con lợn mỗi lứa. Có sự quan tâm của xã với lại lãnh đạo thôn ấy thì cũng rất là quan tâm. Thế thì cho cái suất tiền thì nuôi 5 con lợn. Nhưng mà càng nuôi thì nó càng lớn nhanh. Thế thì mỗi năm cũng nuôi được 2 vụ. Thế thì bán đi xong lại để lợn nái xong mình lại tiếp vụ sau. Cũng tại thôn Hoàng Lan trong năm 2023, gia đình ông Lý Tờ Đạt đã được hỗ trợ 44 triệu đồng để xây dựng nhà ở kiên cố, được đầu tư 8 triệu đồng để chăn nuôi lợn hàng hóa. Sau 3 lứa xuất bán, gia đình ông đã thu về được 30 triệu đồng. Khi gia đình đã an cư, cộng với việc tích cực tăng gia sản xuất, cuối năm 2023, gia đình ông Đạt đã thoát nghèo, trở thành hộ trung bình của thôn. Từ khi có cái chương trình hỗ trợ thì nhà tôi thì cũng được thoát nghèo, tôi thấy là về cái kinh tế gia đình nó cũng khá lên và cũng có cái nhiều cái nó biến đổi. Ví dụ như là chăn nuôi thì trong một năm thì chúng tôi cũng có thể là bán 1-2 lứa lợn, tuy nhiên nó cũng nhiều, nó là mỗi một lần bán nó khoảng chục con, nhưng mà tôi thấy ở chỗ này nó cũng khá khá. Thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong 3 năm trở lại đây, xã Quyết Tiến đã triển khai 9 mô hình dự án về chăn nuôi lợn đen thương phẩm, dê, bò hàng hóa và trồng dưa chuột, cà chua theo nhóm liên kết. Với tổng số hơn 400 hộ gia đình được tham gia, tổng nguồn vốn thực hiện các mô hình dự án là trên 6 tỷ đồng. Thông qua đó, không chỉ hỗ trợ kinh tế, giúp người dân vươn lên phát triển kinh tế, đồng thời bước đầu đã hình thành được các chuỗi liên kết trong sản xuất. Ở trên địa bàn của bạn chúng tôi thì sau 2 năm triển khai thì có đến hơn 9.000 hộ đã được tham gia các cái nội dung hỗ trợ sản xuất. Từ cái đồng vốn mà chúng tôi phát huy được cái hiệu quả đó thì người dân đã có thêm cái nguồn lực để đầu tư sản xuất. Từ đó thì đã phát huy cái quyền của họ được triển khai một cách bài bản đúng không người dân.
Với những kết quả đạt được, không chỉ giúp tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm trung bình 4% một năm, các tiềm năng lợi thế của xã dần được khai thác. Song quan trọng hơn, nhận thức của người dân đã có sự thay đổi rõ rệt từ trông chờ cho không, thì nay người dân được giao quyền chủ động trong lựa chọn dự án để tham gia, có đối ứng khi tham gia chương trình. Tất cả những điều này đã mang lại cho công tác giảm nghèo của xã đi vào thực chất và mang tính bền vững hơn. Xác định hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai các giải pháp liên kết phát triển kinh tế, từ đó giúp nhiều chị em vươn lên ổn định cuộc sống, khẳng định vai trò vị thế trong gia đình và xã hội. Theo đó, các cấp hội phụ nữ đã tập trung tuyên truyền để chị em thay đổi nhận thức, khơi dậy khát vọng vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn, dài hạn, thành lập các tổ hợp tác, tổ phụ nữ phát triển kinh tế tại các địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì 546 tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế. Các mô hình này đã lan tỏa tinh thần đoàn kết, giúp hội viên phụ nữ gia tăng cơ hội tìm kiếm việc làm tại địa phương. Cùng với đó, cuộc vận động hỗ trợ phụ nữ đổi mới, sáng tạo, thực hiện khởi nghiệp đã đạt kết quả tích cực. Hiện trên địa bàn tỉnh có 508 doanh nghiệp, 163 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ. Nhiều chị em mạnh dạn đầu tư, mở rộng chuỗi sản xuất kinh doanh chất lượng, tạo việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động tại địa phương. Với tiềm năng lợi thế trong nuôi trồng thủy sản, những năm gần đây huyện Bắc Mê đã có nhiều giải pháp thúc đẩy lĩnh vực chăn nuôi thủy sản, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa gia tăng giá trị, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện. Tận dụng mặt nước của thủy điện năm 2021, gia đình anh Nguyễn Văn Bảo đã đầu tư 11 lồng nuôi cá, cá chiên, cá lăng và cá chép. Trong đó chủ yếu là nuôi cá chiên. Đây là loài có giá trị kinh tế cao với giá bán trung bình từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng 1 kg. Nhờ nuôi cá, mỗi năm gia đình anh sau khi trừ hết các khoản chi phí cũng có lãi từ 100 đến 200 triệu đồng. Mỗi một con nó đạt trọng lượng khoảng từ cân 3 đến cân rưỡi, có con đến 2 cân. Thì trung bình thì cũng giá thì hiện tại bán ra thị trường cho các nhà hàng thì 1 kg cá chiên thì được 750.000. Phát huy lợi thế sẵn có tại địa phương và sự giúp đỡ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, anh Nông Thái Lan ở thôn Bản Lạn đã bắt tay vào sử dụng gần 1.000 m2 đất ruộng kém hiệu quả sang đào ao thả cá. Để có kiến thức trong nuôi cá, ngoài việc tham gia các lớp tập huấn, anh còn tự mầy mò học hỏi thêm kinh nghiệm của những hộ nuôi cá lâu năm để về áp dụng. Mỗi năm nếu mà làm được 2 lần thì mình vẫn cứ cố gắng vẫn làm cho người để làm cho nó sinh ra cá con thì mình bán cho anh em ở trong huyện hoặc là trong tỉnh. Với lợi thế về diện tích mặt nước, hiện toàn huyện Bắc Mê có hơn 200 lồng nuôi cá với năng suất ước đạt gần 50 tấn mỗi năm. Từ chăn nuôi thủy sản đã góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng nghìn lao động địa phương. Chúng tôi đã tận dụng các lồng hồ thủy điện cũng như là các ao nuôi đã tham mưu cho an huyện là triển khai thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển để chăn nuôi thủy sản trên lòng hồ cũng như là tại ở những cái vị trí ao nuôi của các thôn bản đủ điều kiện. Với mục tiêu từng bước nâng cao tỷ trọng lĩnh vực chăn nuôi thủy sản, huyện Bắc Mê sẽ chủ động quy hoạch vùng nuôi, tăng cường liên kết, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu gắn với truy xuất nguồn gốc để tiêu thụ và quảng bá sản phẩm, tiếp tục xây dựng các mô hình khuyến nông về thủy sản với những giống thủy sản có giá trị kinh tế cao. Phần cuối như thường lệ là thông tin thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh ngày và đêm mùng 4 tháng 6 năm 2024 do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3.
trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, độ ẩm trung bình 85%. Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!